Được đi ra lộ lớn rồi quý bà cô chú anh chị. Đấy, cái lộ mới làm. Nhà nghe nó đồ bự vui quá trời luôn. Đi con. Chiều đi dạo vòng vòng. Cho nó tập thể dục. À, gót. Gót lơ. Ai đồ bự, đồ bự đi bỡ ngỡ quá trời. Không, ra lộ lớn mà trời ơi. Dưới quê mà mới lên á, giống như lên thành thị vậy đó. Được chưa? Đồ bự còn bỡ ngỡ. Đó, đồ bự vui quá trời phải. Ơi chạy. Giận. Ê, đồ bự. Ơi quá trời. Đó, này là cái lộ mới làm. Kế bên nhà luôn. Chiều nay rảnh dẫn đầu bự đi chơi nè. Đó, đầu bự phái quá trời. Kìa. Quá trời. Đây là cái ngã tư. Đấy. Đó, đầu bự thấy lạ. Giống như dưới quê mà lên thành thị vậy đó. Đó. Qua đây con, đi ngược chiều á, đi. Quá đây rồi đó. Bự thấy là bụi khoái luôn á. Con bự này được ba mấy ký rồi quý bà cô chú anh chị đó. Ở lâu mình đi luôn. Ê đồ bự đi không đi, phải theo chiều ngang đi bên phải nha con. Ê đó, cảnh dưới quê mình rất chịu nha. Lộ này mới làm còn hơi vắng, không có ít xe chạy. Đó, mình đó có đám sen. Bự qua đây coi đó. Qua đây coi. Đó, đám sen rất chịu luôn. Gần gần nè. Đó, sen. Đây. Qua lộ. Đi con. Đồ bự. Bự lên thành thị rồi, đồ bự ra lộ rồi, khoái quá trời, người đi. Trời ơi, đồ bự chạy tung tăng. Thở quá trời. Ê, đây. Ê. Nè, đồ bự. Ui. Ơi, buổi chiều đi dạo đồ bự thích quá trời luôn rồi. Trời ơi, đồ bự lôi. Đó, đồ bự hử gì vậy? Kiếm gì đó, tò mò. Đó, đang tò mò, đang tìm tòi. Đi. À, cảnh lộ rất chiều, vắng que luôn ha. Mà lộ mới làm. À, quay lại. Đó. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.